Chào các bạn, sau đây Tài sẽ hướng dẫn các bạn cách copy hai mặt trên máy DCB B7535 bằng thẻ ID card, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân bằng cách copy một mặt thành hai mặt. Rồi, việc đầu tiên chúng ta sẽ dỡ mặt kính lên. Ta đặt cái thẻ mặt đầu tiên úp xuống sát góc bên đây. Ta bấm nút copy scan option. Bấm mũi tên xuống. Chúng ta sẽ chọn hai size, bấm OK. Ta bấm mũi tên xuống, chọn một size thành hai size. OK. Star. Lúc này máy sẽ tự động nó quét mặt đầu tiên cho các bạn. Máy quét xong nó sẽ hỏi các bạn là Next Pay. Mũi tên lên là Yes, mũi tên xuống là No. Các bạn có muốn quét mặt tiếp theo nữa hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lật ngược cái thẻ lại, đặt phía bên ngược còn lại. Chúng ta bấm mũi tên lên, Yes, mắt, để máy tiếp tục quét mặt thứ hai. Rồi sau khi quét xong, máy sẽ hỏi các bạn là có muốn quét tiếp trang tiếp theo nữa không, hay mặt tiếp theo nữa hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ không quét nữa, chúng ta sẽ bấm mũi tên xuống là No. Lúc này máy sẽ tự động copy ra cho các bạn. Đây, ta được thành phẩm là trang mặt thứ nhất nè, mặt thứ hai. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin cảm ơn.